Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà mới được xây dựng xong đầu năm 2021, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài, bộ đôi của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng, với hai căn nhà và hai cái mệnh giá khác nhau. Cũng như hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại để gửi đến cho khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 15m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và thân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì đang có giá chỉ với giá 6 tỷ 250 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ đang được xây dựng, cũng như đã xây dựng xong được một số căn. Và căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm xe hơi, xe tải vào nhà rất là thuận tiện. Cũng như mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực ở phía bên ngoài để khách hàng cùng tham quan. Một căn nhà lầu nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, và chỉ với giá trên dưới 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Phía bên ngoài thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa bên trong được làm bằng một bộ cửa cuốn rất là kiên cố. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế đưa hai lớp cửa ra phía bên ngoài, thì để bên trong mình có thể làm phòng khách, và cũng như mình có thể để xe hơi ở dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Và đây là khu vực phía bên trên, khu vực trần nhà của căn nhà mình. Thì căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp. Bên trên mình có trần thạch cao và hệ thống đèn chiếu sáng. Cũng như hai bên thì mình được ốp đá cao lên khoảng 2m rưỡi. Và phía bên trên mình có những cái bức tranh trang trí, và có những cái viền chỉ nổi trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Cũng như di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với lại khu vực cầu thang của căn nhà. Thì phía bên ngoài cầu thang mình sẽ có một cái chậu cây xanh, cũng như không gian cầu thang căn nhà mình thì
Trụ cầu thang, tay vịn cầu thang căn nhà được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Lan can thì mình được làm bằng sắt uốn rất là đẹp. Cũng như phía đối diện cầu thang thì mình có một cái vách tường được ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Và phía sân cầu thang thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Và tường nhà vệ sinh căn nhà mình thì cũng được ốp đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế full nội thất. Phía bên dưới thì mình đang để trống để làm gara để xe hơi, những xe gắn máy. Và phía sau phòng bếp thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế. Và phía bên trên tầng lửng thì mình có một bộ bàn ghế sofa cũng như giường tủ và kệ để tivi. Cũng như đây là không gian phòng bếp căn nhà. Thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm từ chất liệu gỗ an cường. Và không gian phòng bếp mình được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Và căn nhà mình thì cũng đã được anh chị chủ nhà sắm cho mình một cái tủ lạnh để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này, cũng như máy lọc nước. Và phía sau căn nhà mình chỉ có một cái khoảng sân ở phía sau để mình trồng cây, cũng như một khoảng không gian ở giếng trời ở phía sau rất là thoáng. Và đây là khu vực không gian phòng bếp, khu vực dưới tầng trệt của căn nhà. Và mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng. Đặc biệt của căn nhà này là phía trước căn nhà mình sẽ có một cái vách tường, cũng như căn nhà phía trước nhà mình thì nó là có cái bề ngang, cho nên là phía trước mình có thể dựng để xe gắn máy cũng như để xe hơi ở phía trước căn nhà thì cũng không sợ bị rầy la, rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở mở văn phòng công ty. Và chỉ với trên giá trên dưới 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp, được xây dựng đầu năm 2021, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì rất là thuận tiện để quý khách hàng có thể di chuyển vào bên trong căn nhà mình với nhiều con đường. Mình cũng có thể đi được từ đường Phạm Văn Chiêu đi vào, cũng như đường Lê Văn Thọ đi vào, và đường Cây Trâm thì đều vào khu vực phường 9, quận Gò Vấp. Và vào căn nhà này thì toàn bộ những cái con đường để vào căn nhà mình thì đều đi được xe hơi, xe tải rất là thuận tiện. Cũng như căn nhà mình thì rất là gần chợ của trung tâm phường 9 và chợ Phạm Văn Chiêu, và rất là gần với lại công viên Làng Hoa và nhà thờ Hạnh Thông Tây, cũng như chợ Hạnh Thông Tây. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thế nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Chỉ với giá trên dưới 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà này sẽ được anh chị tặng lại hết cho quý khách hàng khi quý khách hàng mua căn nhà này. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực ở phía bên trên là khu vực không gian phòng ngủ của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế phía bên dưới mình để xe hơi và làm phòng bếp phía bên dưới, và bên trên tầng lửng thì mình làm phòng khách. Và hai lầu thì mình sẽ có 4 phòng ngủ chính, và bên trên thì mình có sân thượng cũng như phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm từ chất liệu bằng gỗ sồi. Sàn nhà mình được lát gạch đá giả gỗ rất là đẹp. Phía trước thì mình có cửa để đi ra ban công phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là mát. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế nhà vệ sinh nép về bên cầu thang, cho nên không gian phòng ngủ khá là rộng. Và căn nhà mình thì được thiết kế đầy đủ, mình có tủ quần áo, kệ để tivi, cũng như mỗi phòng ngủ mình đều có một nhà vệ sinh riêng. Và nhà vệ sinh căn nhà mình thì được gắn vòi sen khối, vòi sen thuyền, cũng như mỗi phòng ngủ mình có một cái máy lạnh đã được anh chị chủ nhà tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một cái
máy lạnh cũng như một cái tủ quần áo và một cái nhà vệ sinh riêng. Một cái nhà được thiết kế rất là đẹp, không gian phòng ngủ khá là rộng cũng như nhà vệ sinh. Căn nhà mình có vòi sen tắm và không gian cầu thang căn nhà thì được ốp gạch giả gỗ từ dưới chân thượng lên đến, từ dưới trệt lên đến chân thượng, rất là bền và rất là đẹp. Lan can căn nhà mình được làm bằng sắt uốn hoa văn. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 cũng như phòng ngủ số 4 căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính ở giống nhau. Mình sẽ chiếu sơ qua để cho hàng tham quan. Cũng như chỗ này thì nhà đất Hoàng Tín đang có 3 căn nhà muốn gửi đến cho khách hàng với 3 mệnh giá khác nhau. Chỉ với giá 5 tỷ 900 triệu và 6 tỷ 250 triệu và 6 tỷ 300 triệu. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong 3 căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp này. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà đang có một cái thiết kế rất là đẹp và rất là trẻ trung, muốn gửi đến cho khách hàng để khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá trên dưới 6 tỷ thì khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang có diện tích ngang 4m2 và độ dài là 15m, được đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Đây là khu vực sân thượng căn nhà. Phía bên trong thì mình sẽ có một cái khoảng không gian làm phòng thờ, và phía trước thì mình có một cái khoảng sân có bộ bàn ghế đá, cũng như phía ngoài này mình để trồng cây vui chơi. Phía sau căn nhà thì mình sẽ có một cái khoảng không gian để làm phòng giặt và một cái sân phơi khá là rộng phía sau căn nhà. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.